là đàn em nhỏ đang chạy tung tăng trên phố thân quen. Những bước nhạc xanh như nắng hồn nhiên ung lên trời non cho cây lớn từng ngày. Những nốt nhạc xanh không có dáng hình, chỉ có tim mình mới nhận được. Người ơi, vì đời cần những giai điệu đẹp nên ta làm những điểm hẹn âm nhạc của Đài Truyền hình Việt Nam. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những câu hát quen thuộc trong điệp khúc của một bài hát rất trong sáng đã gửi đến chúng ta những cảm xúc đầu tiên của chương trình này, bài hát Những nốt nhạc xanh của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Chúng ta cùng cảm ơn phần trình diễn của nhóm Mây Trắng và Vũ đoàn Sài Gòn. Cảm ơn các bạn.